Ê. Không, tôi phải tự sinh tự diệt. Rồi nhanh lên. Rồi chưa? Rồi mình né cái này ra đi rồi. Rồi đếm nha. 1 2 3. Yeah. Yeah. Chưa được. Yeah. Chưa được. Chưa được. Rồi bị rồi, bị rồi. Cảm ơn mọi người ơi, qua giờ chơi mới. Ê, cái này lanh một bên. Ê. Anh Khoa ơi, đang mượn á. Muốn để tự sinh tự diệt nhưng mà không được. Đúng rồi, mình là đồng đội nhau mà. Chúng ta như vậy chúng ta mới là đồng đội. Đội giết nhau. Bánh xe miền Tây. Bánh xe miền Tây. Dạ chúng ta chính là bánh xe miền Tây. Anh ơi, nó vô con lợn mũi. Anh ơi, nó vô lỗ tai em anh ơi. Ờ, gần nhất cái hàm luôn. Nếu như bánh xe miền Tây đã thua ở game 1 thì bây giờ hãy cùng bánh xe miền Đông chúng ta đến với game 2 của Chạm Tiếp Sinh. Chào mừng mọi người là đến với game tiếp theo của Chạm Tiếp Sinh. Bây giờ chúng ta sẽ phục thù. Phải phục thù mới được. Không. Ngứa quá, ngứa rồi. Nhưng mà game mở cái chị Duyên sao như đánh phấn không đều đúng không chị? Rồi. Không. Cái này là cái trend make up mới nhất của 2023. Make up phải là cho người ta thấy là mình make up, hiểu không? Để cho người ta dư phấn phụ đi kia cái đó. Nói luôn. Nhưng mà em hiểu chân mày á gì. Không sao chị, cái trend năm nay là không có chân mày. Bây giờ mình chơi đi chứ. Có chân mày là quá lỗi thời. Chị đúng sao rồi. Quá chị. Em cười quá tuyệt vời. Đó. Vỗ tay cho Kỳ Duyên đi ạ. Vỗ tay cho Kỳ Duyên nha cả nhà. Bây giờ mình tiếp tục chơi cái game này đi ạ. Thì bây giờ chúng tôi thua. Tôi xin phép được chơi trước. Nhưng mà quan cái thùng đen này là gì? Là gì nè? Em nghĩ là cái này là cái thùng không gian kỳ diệu. Chơi cái thùng kỳ diệu. Xuyên không. Cái này là lụm ra những món bảo bối của Pokemon. À có là cái Tommy á. Sonicon and we. Rồi, chúng ta về chơi luôn. Hay quá. Lại ra bây giờ cái thùng này nè, mình bỏ một vô là mình lấy hai ra. À. Thôi bây giờ đâu có tiền. Đấy nó. Ai có tiền không? Em không có cầm tiền. Thôi bây giờ mình đừng đón non đón già nữa, mình nhờ sản xuất đọc thể lệ cuộc chơi cho mình đi ạ. Rồi, mời anh. Mời anh sản xuất ạ. Thì ra là vậy hả? Rồi, em hiểu rồi. Rồi, chơi đi chứ hả? Vậy thì giờ sao nè? Chơi. Đội nào chơi trước? Thôi đợi mình ơi. Sao gì? Ờ sao Huy? Bên đây nãy thua nè, giờ mình tính sao? Giờ nhường cho đội thua chơi trước. Ok, nhường cho đội thua chơi trước. Đến là đón đụng nó chẹ bá vô đây mà mút. Ok. Rồi vậy thì mời đội trắng đi ra. Ok. Đi qua đây mình đợi, mình đi qua đây mình đợi. Ok anh mời. Ok bây giờ anh mời đúng không? Rồi. Quyết thắng. Khoan. Tôi có điều muốn nói với đồng đội tôi trước. Sao? Tôi biết. Khoan, hãy tính giờ nghe, khoan tính giờ. Anh được cơ cấu vô đây, được gửi gắm cài vô đội tôi để phá hủy đội của tôi. Anh xin. Nhưng bây giờ tôi muốn anh phải chơi thiệt lòng, hết sức mình. Tôi không muốn ăn bột nữa. Ok. Anh có hứa với chúng tôi không? Xin hứa, xin hứa. Anh mà làm không được thì tập sau không còn anh nữa. Anh Khoa ơi. Anh chơi đi. Lão, ok. Rồi. Anh giúp đỡ. Bây giờ bắt giờ bấm lỗng ba bắt đầu bấm giờ được rồi. Rồi. 3, 2, 1, chơi. Mà đi. Trong đây có con gì không ạ? Lẹ đi anh ơi. Lẹ đi anh ơi. Câu giờ nữa. Có cái hộp gì nhiều quá nè. Mấy cái này là cái gì? Anh thật sự có muốn chơi không ạ? Cái gì vậy ta? Đổi người á. Ba cái hộp. Đổi người á. Cái hộp nhiều lắm. Không đổi người á. Không tin em để gì thử rồi. Đổi người á. Rất nhiều hộp đúng không? Đổi người á. Cái hộp đó là cái gì? Cái hộp đó làm cái gì thì kệ nó. Bây giờ mình ê, cái này á để mình gắn vô cái mà. Gắn vô. Ốp lưng hả? Đúng rồi. Ghi. Để đi. Ghi để lưng anh nè, để nó phạm quy. Cái này là cái thứ mà để mình giấy cho hai cái dính liền lại. Cây kẹp. Đúng rồi. Kẹp bấm. Đúng rồi. Cái gì mát em? Mềm mềm. Mát mềm lứa. Lột. Cái gì nói đi, bóc lại. Cái này à, bằng nhựa. Nhựa. Cái thau. Không phải, nhỏ thôi.
cái nào mà trong đó hên? Bé bú bú. Ờ cái ti vậy? Không phải, ở trên cái ti là cái gì? Ụp nó lại, ụp nó lại, ụp nó lại. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đó đó đó. Hay trời. Nó gờ cái này mà nó ra được cái bú bệnh luôn á, hay thiệt. Trời ơi anh ơi, em phải cơ gì nữa gì nữa. Từ từ. Ờ cũng là ở trong cái này luôn. Còn để à cái ti, cái ti. Đúng rồi, đúng rồi, nhưng mà nguyên một cái đó luôn, gọi là cái gì? Cái bình. Ờ bình gì? Bình sữa. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi đó. Trời ơi. Nè nè, bây giờ mấy đứa nói nhiều lấy cái gì? Bắt cóc, bắt cóc. Lấy bằng keo. Bằng keo. Đúng rồi, đúng rồi. What? Đó. Ok. Bây giờ ok không? Ờ được, coi chừng mấy cái này ra nha. Tiếp đi chị. Cái này là nó mềm mềm, nó hình tròn. Ừ, và bánh chưng. Không phải. Bánh tennis hả? Bánh... Đúng rồi. Tennis. Chơi bánh. Đúng rồi, nó mềm. Mềm mà tròn hả? Ừ, nó nhỏ nhỏ thôi. Chơi bánh. Ừ. Oh no. À, đúng rồi. Gì vậy? Ok. Cái này là... À. Rồi. Cái gì? Rồi, miền Bắc là rồi. Còn miền Nam gọi là gì? Rồi. Tôm. Không ruốc, phải. Ruốc, tép. Không phải. Là một loại cắn, ăn. Chín mọc chín cây. À, không biết. Ngoài Bắc gọi là trái gì? Không biết thiệt. Bỏ qua đi. Tôi miền Tây không biết. Em miền Trung. Ê. Cái này. À, củ thỏ ăn cái gì? Cà rốt. Đúng rồi. Rồi. À đổi tới tên Hùng. Ờ tên Hùng. Vô rồi. Hay lẹ em. Ờ đồ chơi. Ờ đồ chơi. Đồ chơi. Ừ. Di chuyển. Xe ô tô. Đúng rồi. Ok. Trời chứ hay dữ vậy. Anh cưa cấu á. Thì lẹ em. Trời coi chừng nó rớt mấy cái này. Ờ. Cái này cái gì vậy? Cái gì? Tranh thủ lên. Cái này cắt. Dao. Kéo. Cây mắt. Mắt ra ra. Không phải, cái trái. Mình cắt, cây mắt. Hành tây. Nào không có nghe cái gì hết. Trời ơi, tôi quá ngu rồi trời. Đây. Bộ môn này là chơi hay, hồi Hồng học cấp 3, cấp 2 rồi hay chơi nè. Bóng nhiều đá. môn lắm. Ờ cụ thể hơn ơi. Bánh đũa. Trên bờ hay dưới nước? Dài, nó dài. Tôi. Tân được. Nó dài tân được cầu. Đúng rồi. Rồi, vậy. Trái. Hết giờ luôn. Vậy là bây giờ trong vòng 3 phút thì đội chúng tôi đã tìm ra được những đáp án. Chứ sao?